Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy duyên trì tụng nguyện tỏ như lai người nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chư Pháp Tập Yếu quyển 5 phẩm 11 đối trì tâm. Phật giảng thuyết chánh pháp, dạy thân là vô thường, đối với rượu nữ sắc cẩn thận chớ buông lung. Tâm giống như quốc vương, có quyền lực ở đời, làm cho những chúng sinh đọa vào hiểm nạn sâu. Do tâm tạo các nghiệp, mê loạn sinh lo sợ, người trí khéo giữ tâm, được an ổn tối thượng, dẫn sinh nơi tốt đẹp, lôi kéo vào đường ác. Lì cấu được tịch tỉnh, sẽ đạt quả chân thường. Ai thích giảng chánh pháp, biết rõ rồi mới nói, nhờ tâm ý thanh tịnh, thành tựu hành thù thắng. Người khéo điều phục tâm, không lưu chuyển theo tâm, bỏ sau mọi phiền não như mặt trời trường tối. Lại nữa, tâm như giặc, giặc ấy không do người. Lửa dữ đốt tu chi, lửa tâm cũng như vậy. Kẻ ngu bị tâm khiến, các căn lại phóng túng, sinh ra các khổ não, cách xa đạo Bồ Đề. Giặc tự tâm sinh khởi, lìa tâm nào có gì, trói buộc loài hữu tình, kéo đến chốn diêm ma. Ai ham thích cảnh dục, không tu tập chánh pháp, kẻ ngu theo đạo tà, sẽ đọa vào địa ngục. Tâm như lửa trong lửa, khó điều phục vô cùng. Vì tâm khó điều phục, nên chịu khổ nặng nề. Tâm tự ý buông lung, luôn tạo các lầm lỗi, khéo lìa xa dục nhiễm, không bị khổ bức bách. Chính vì sinh tâm ấy, phải chịu quả khổ này. Làm lành là nhân vui, tạo ác chịu quả khổ. Do tâm tạo nghiệp ấy, vì nghiệp lãnh quả này. Tâm tương ưng với nghiệp sẽ phải chịu luân hồi. Con người do tâm ý tạo tác các nghiệp ác sẽ bị lửa địa ngục thiêu đốt mãi không ngừng. Vì tâm tạo các tội, từ tâm chịu quả báo, nên biết tâm ý đó do nhân duyên sinh khởi. Chúng sinh tâm cuồng loạn, ung dung tạo tội lỗi, đọa vào trong địa ngục, phát sinh lòng lo sợ. Hãy nương dựa chánh pháp, đừng theo tâm làm ác. Làm lành được khinh an, làm ác chỉ trái đạo. Tất cả do tâm tạo, quả cũng từ tâm có. Tâm sinh ra mọi thứ, quả báo cũng như vậy. Tâm như người thợ vẽ, vẽ chúng sinh ba cõi, không bao giờ an trụ, luôn chuyển động theo tâm. Lại nữa, tâm là gốc, có thể mở hay buộc. Nghiệp thiện là giải thoát, bất thiện thì trói buộc. Chúng sinh rơi lưới nghiệp, lại bị tâm chế ngự, không mong đến Bồ Đề, như mù không thấy đường. Chỉ có một tâm này tạo tác tất cả nghiệp, tâm nào theo nghiệp ấy có mặt khắp ba cõi. Lại nữa, như năm sắc hiện hiện ra đủ màu, năm căn duyên trần cảnh lưu chuyển khắp mọi nơi, như bức họa thế gian mọi người ai cũng thấy. Nên biết họa sĩ tâm khéo léo không thấy được, như hình tượng trên vách đẹp xấu do thợ vẽ. Nghiệp duyên thiện bất thiện đều do tâm tạo tác. Tâm ấy luôn suy xét, ngày đêm không hề ngừng, với những nghiệp đã tạo, chịu quả báo tương tự. Ai bị tâm chế phục, thích làm mọi việc ác, lâm chung sinh lo sợ, không tránh khỏi khổ đau. Nghiệp giống như thợ vẽ, tùy chỗ mà hiện hiện. Do tâm đã tạo ác, quả ấy phải chuyển theo. Do các nghiệp sai khác, nên quả báo cũng thế. Bị tâm ý sai sử, dông rủi trong ba cõi, nếu người theo tâm mình, sẽ tạo tất cả nghiệp. Người khéo điều phục tâm, được an lạc chân thường. Tâm tùy nơi đi đến, bạn ác hoặc khinh động, hay thay điều phục tâm. Tâm tịnh không còn khổ, người khéo chế ngự tâm, trừ bỏ các tội lỗi. Lìa tội là người trí, không phải chịu khổ đâu. Khổ não từ tâm sinh, hiểu chúng không do người, bức bách khó chịu đựng đều do tâm khinh động. Trời đồng A-tu-la, dạ xoa tất xá già, đều do tâm làm chủ, có mặt khắp ba cõi. Tâm dẫn sinh cõi trời, và vào cõi nhân gian, cho đến xuống đường ác, như xe lăn không khác. Tâm bị cảnh lôi kéo, kẻ ngu bị mê loạn, do tâm sinh tham ái, chịu vô lượng khổ não. Tâm do suy hành động, bảo ác có sức mạnh, nói được không thấy được, niệm niệm mau tan diệt. Người trí khéo điều phục,
các tội lỗi của tâm sẽ vượt khỏi lưới ma, đạt đến bờ giải thoát. Tâm sinh khởi nghi hoặc, dối trá biến đổi nhiều, nếu nương dựa tâm ấy sẽ đưa đến hiểm nạn. Hãy hỏi tội của tâm, các căn được tịch tịnh, không vướng tội trái pháp, hiếu đạt được thập tướng, được thiền định tối thắng, nhân duyên sinh từ tâm, đọa vào trong đường ác cũng do tâm ý khởi. Tâm ấy có năng lực tạo tác tất cả nghiệp trong cảnh giới hư không, sát na không dừng nghỉ. Khó thấu rõ tâm ấy, vì nó không hình tướng, dẫn sinh trong thế gian, không tâm sẽ chẳng đến. Thân tạo tác các nghiệp, đi đâu trụ ở đâu, kết quả đều thấy được, tâm không thể thấy được. Tâm này khó điều phục, do nghi si không biết, dẫn dắt các chúng sinh mau hướng đến địa ngục. Tâm này tạo các nghiệp, tu tập lại tu tập phước đức, hiểu nó như huyện hóa, luôn nương tựa chánh đạo. Tâm này đi không biết, đến cũng chẳng thấy được, lôi kéo hoa loài hữu tình, qua lại trăm ngàn đời, da bén không chặt được, lửa dữ chẳng thiêu đốt, kẻ ngu si không trí sẽ bị chúng hoại diệt. Gia nghiệp đất bền chắc, trói buộc chúng sinh ngu, trải qua trăm ngàn kiếp, kéo mãi không đứt được. Tâm này trong sát na, tạo nghiệp thiện bất thiện, người điều phục tâm ý, ở đâu cũng an lạc. Từ cửa sáu căn ấy, tham trước các cảnh giới, tâm lôi kéo hữu tình, không biết đọa hiểm nạn. Hư không vốn rộng sáng, tánh nước luôn lặng trong, tâm này cũng như thế, sinh nghiệp thiện thù thắng. Tìm cầu mọi cảnh giới, luôn nghĩ chuyện hội họp, vì tâm thương nương các căn, như vua theo tùy tùng. Tâm ấy luôn dông rỗi, thân lại đi theo tâm, cùng nhau tạo năng lực, trôi trong biển ba cõi, tạo tất cả các nghiệp, đều do tâm sai khiến. Nếu không có nhân tốt, chẳng được chút sướng vui. Hãy tìm cầu chánh pháp, tu tập các thiền định, tâm lìa các tội ác như mặt trời khỏi mây. Nếu tâm trụ trong định, sẽ sinh ra chánh kiến, tại gia sinh tịnh tính, sẽ thoát nạn luân hồi. Nếu tâm không tạo ác, tội lỗi không sinh khởi, là phiền não thanh tịnh thường sinh lên cõi trời. Tâm này theo các căn, đưa nhanh từng giây phút, người khéo phòng hộ tâm, sao sinh lên cõi trời. Nếu để tâm sai sử, tạo tác tất cả tội, nương tựa hạnh phi pháp, ở mãi trong luân hồi. Tâm này từng sát na, sinh diệt trăm ngàn lần, bản tánh luôn khinh động, như hư huyễn không thật. Tâm này có sức mạnh, dông đuổi không ngừng yên, bậc trí thất tịch tỉnh, khéo trói buộc tâm mình. Tâm này khó điều phục, làm các căn loạn động, người trí khéo giữ gìn, đạt được bờ giải thoát. Tâm này không nhàm chán, dây tri túc buộc được, người khéo điều phục tâm, là người trí ở đời. Tâm này chuyên cảnh dục, thường sinh lòng yêu thích, làm lành dứt trừ được, tạo ác càng tăng thêm. Người nào tâm tịch tỉnh, xem dục lạc như độc, kẻ ngu buông tâm mình, đam mê cho là đẹp. Tâm này khi tạo tác, các nghiệp sẽ sinh theo, do căn cảnh sinh khởi, khiến hòa hợp tương ưng. Người trí đã biết rồi, sẽ bỏ được khân an, xem mọi sắc như nhau, còn sinh tưởng gì khác. Tất cả cảnh giới sắc là nhân làm tâm loạn, người khéo điều phục tâm, rồi bỏ mọi lầm lỗi, như một hạt giống lúa. Sinh hương sắc khác nhau, do mọi thứ hòa hợp, tất cả vì tâm sinh. Người như người thợ ở đời, khéo sửa sang máy móc, nương chánh pháp trị tâm, người ấy thường an lạc. Cảnh giới lôi kéo tâm, kẻ ngu sinh vui mừng, trí tuệ có sức mạnh, mau được sự thanh tịnh. Lại nữa, tâm chuyển động duyên khắp các uẩn giới, và ở trong ba cõi do không hiểu chân thật, cũng như trong biển lớn gió thổi sóng nổi lên. Khi tâm cảnh hòa hợp, lôi chuyển theo thế gian, nghiệp thiện dắt dẫn tâm, nhất định được quả tốt. Hãy thực hành thiện nghiệp thiện, đừng tạo các nghiệp ác.
tâm ương tương ưng với định, như nước không gió động, tất cả từ duyên sinh, theo nghiệp mà hướng đến. Tâm này rất mau chóng qua lại từng sát na, hoặc sinh trong cõi trời hay hướng về địa ngục. Tâm đoạn trừ tội ác, tạo ra tất cả thiện, đưa đến cửa giải thoát, nên nói tâm như thế. Tâm này rất nhanh lẹ, không có gì hơn được. Ai không khéo đề phòng sẽ luôn đắm dục lạc. Tâm này trong sát na tạo ra nghiệp thiện ác, tự tánh vốn khinh động, tìm mãi không thể được. Tâm này đến không biết, đi cũng chẳng thấy gì. Duyên hợp thì tạm có, duyên tan biết về đâu. Tâm này không chứa nhóm, cũng chẳng tồn tại lâu. Không thể gìn giữ gìn được, khắp mọi nơi không thấy. Tâm cũng là lực sĩ, do hòa hợp sinh khởi. Phân trâu và mani, hai thứ cũng như thế. Sắc căn lại như vậy, tất cả từ thức sinh, chưa từng thấy pháp nào không hòa hợp mà có. Như thế các cảnh giới, chúng sinh khó đoạn trừ, an trụ trong chánh pháp, tham dục làm được gì. Tâm này rất hung hiểm, sức mạnh khó điều phục, thích tạo tác các nghiệp, kẻ ngu không hiểu biết. Do tạo tác các nghiệp, làm nhân để lưu chuyển, thường ở trong ba cõi, luôn chịu mọi khổ đau. Dù chết vì bệnh phong, chưa chắc đọa đường ác, nhưng bị bệnh tham dục, nhất định đọa địa ngục. Tội của tâm lớn nhất, luôn tạo các nghiệp ác. Bệnh phong không phải thiện, nên siêng tu thắng hạnh. Bệnh phong có thể trị, thân mất cũng nó cũng tan. Bệnh tham dục không thể tồn tại trăm ngàn đời, nên biết bệnh tham dục khác với bệnh phong hàn. Khéo tu hành thù thắng, liệt tội lỗi tham dục. Tâm này như thấy thuốc chữa trị bệnh của tâm, chẳng phải như thế gian chỉ chữa bệnh trị thân bệnh. Tâm suy nghĩ việc lành, không sinh khởi ô nhiễm. Kẻ ngu không chánh pháp, bị đọa trong đường hiểm. Người nào thích thiền định, đương sống trong núi rừng. Kẻ ngu không tịch tỉnh, hay gây gỗ tranh cãi. Tâm như là họa sĩ, vẽ ra mọi hình tượng đều do tâm tạo tác, trôi mãi trong năm đường. Họa sĩ tuy khéo tay, vẽ trăm ngàn thể loại, nghiệp họa rất rộng lớn, vẽ hết cả ba cõi, vẽ vô số chúng sinh, lưu chuyển trong năm đường, vì nghiệp rất rộng lớn, có mặt khắp mọi nơi. Lại nữa họa sĩ tâm, vẽ ra các lưới nghiệp, loài hữu tình thế gian, đều bị nghiệp ràng buộc. Bức họa có thể hư, vì gió mưa tro bụi, trăm ngàn vô số kiếp, nghiệp họa vẫn như cũ. Trái đất có hư hoại, nước biển cũng khô cạn, chỉ nghiệp họa trường tồn, tùy nơi mà hiện hiện. Nghiệp lực luôn theo đuổi, quả báo không sai lầm, tâm chúng sinh phóng túng, trôi lan trong cả cõi. Người nào tâm tham lạc, mong đến cảnh giới dục, không trừ nghiệp bất thiện, chắc chắn vào nạn khổ. Vì vậy hãy điều tâm, nó độc ác đáng sợ, thích hòa hợp cảnh dục, độc ái luôn tràn đầy, không màng đến hiểm nạn, luôn tìm cầu dục vọng, vui hết khổ kề bên, phải tự chịu quả báo. Người nào sợ cõi ác, tâm họ thường tịch tỉnh, nhờ tâm tịch tỉnh ấy, càng thêm lớn tuệ mạng. Tâm này có sức mạnh, bảo ác khó đề phòng, người trí khéo điều phục, liền được mọi lo sợ. Phẩm 12 không nói lời ác. Người trí lìa lời ác, luôn nói lời chân thật, khiến mọi người yêu thích, khéo trụ đạo bồ đề, thường khen hạnh thanh tịnh, bỏ lời nói nhiễm có. Người nào thích lời ác, sẽ đọa vào cõi ác. Ai nói lời hư dối, là bỏ pháp chân thật, phá nghiệp thiện đời sau, không ác nào chẳng làm. Người nào nói dối trá, bị kẻ khác ghét chê, mãi chịu khổ luân hồi, không do đâu sinh thiên. Người tốt đều xa lánh, gây giận cho mọi người, chướng ngại các pháp lành, đều do lời nói ác. Người này ở trong đời, miệng như có búa bén, tự chặt đứt thân mình, đều do lời nói ác, khiến người sinh ác độc, thêm lớn các tội lỗi, tạo tất cả lỗi lầm,
đều do lời nói ác. Vì nói không chân thật, bị người khác khinh thường, chính vì nhân duyên ấy, sau đọa làm ngạ quỷ. Người trí không nói dối, nói dối phải chịu tội, hơi miệng luôn hôi thối, sao chịu mọi quả khổ. Ai bỏ hạnh chân thật là xa lìa chánh pháp, vì xa lìa chánh pháp sinh vô lượng khổ đau. Nó nói lời chân thật được mọi người tôn trọng, Như Lai cũng khen ngợi, lập ngọn đuốc sáng chánh pháp. Lưu nói lời giải thoát, không bỏ hạnh chân thật, phải biết người như thế, bước lên thềm hiền thánh. Người nào không chân thật, sau chuyện làm thân nữ, luôn nói lời hư dối, sẽ đọa vào đường ác. Chánh đạo chân thật ấy là lời chư Phật dạy, là pháp tài tối thắng, người cứu hộ bậc nhất. Chân thật như ngọc quý, tối thắng trong trang sức, như mắt tịnh không nhơ, luôn sáng soi rực rỡ. Chân thật như kho báu, do giá không dùng không cùng. Ai thực hành hạnh này, bậc tối thượng thế gian. Như dù ở trong đời, dùng vật báu trang sức, người thế nói chân thật như trang sức chữ thiên. Nói dối tội rất nặng, như độc trong chất độc. Chúng lại là nguyên nhân đọa vào trong đường ác. Không phải cha hay mẹ hoặc quyến thuộc bạn bè, chỉ có hạnh chân thật, không ai cứu giúp được. Nếu gần người dối trá, như chạm lửa địa ngục, vì không biết kinh sợ nên bị chúng thiêu đốt. Ngọn lửa này rất dữ, đốt khô cả biển lớn, huống gì người vô trí bị đốt như cây cỏ. Vì vậy hãy nhất tâm, đừng bao giờ nói dối. Ai xa lìa nói dối, không có những buồn lo. Người nào thích nói dối, luôn rời bỏ chân thật, người ấy tự cái tội, bó ngọc lấy gói ngạch. Nếu ai không hiểu rõ, thích nói lời hư dối, đọa vào trong địa ngục mà mãi chịu khổ đau. Lời chân thật không có, kẻ vô trí không tu, trang sức người thực hành, thành tựu mọi pháp thiện. Chân thật thiện bậc nhất, hư dối ác rất sâu, kẻ ngu bỏ công đức mà nhặt lấy lỗi lầm. Những hạt giống khổ não đều từ nói dối sinh. Người nào xa nói dối được tịch tỉnh vô cấu. Ai nói lời chân thật được mọi người tất nhìn, phải biết kẻ hư dối luôn làm việc bất thiện. Người nói lời chân thật tâm vui như chư thiên. Kẻ ngu vì nói dối luôn sợ khổ vị lai. Chân thật thiện bậc nhất, hư dối ác thứ nhất. Bỏ lỗi tạo công đức, trong đời không ai bằng. Thường sinh nơi tốt đẹp, thụ hưởng những an lạc, mong đạt đến bồ đề đều nhờ nhân chân thật. Người nào không rời bỏ thêm nhiều lời hư dối, thường sống nơi hiểm nạn, chịu mọi quả khổ đau. Chân thật đạo thù thắng, hư dối nhân bất thiện, không phải từ đâu đến, cũng chẳng do người khác. Phật dạy người chân thật lìa bỏ các khổ đau, là ngọn đèn sáng rực, thuốc hay chữa bệnh tình. Như độc và cam lồ, hai thứ đều từ lưỡi. Độc như người nói dối, cam lồ từ chân thật. Sống mãi trong chân thật sẽ được cam lồ kia. Người nói lời hư dối như kẻ ngu tìm độc. Bỏ lời nói hư dối nhất định bị chúng hại. Chứ người uống thuốc độc không bao lâu bị chết. Thân thể chẳng yên ổn, nào có ích cho người. Ta người đều tổn hại, sao lại nói hư dối? Chất độc ở thế gian, người chết độc không còn, độc hư dối không thế, hủy hoại trăm ngàn đời. Phật nói đạo giải thoát, lấy chân thật làm gốc, trang nghiêm bằng tịnh hạnh, được sống nơi tốt đẹp. Chúng sinh theo nghiệp mình, rơi trong dòng sông ái, chỉ chèo thuyền chân thật mới có thể vượt qua. Nhân ác của chúng sinh đều tự ái sinh ra, đọa trong đường hiểm ác, chân thật mới cứu được. Như kim cang cứng bén, có thể phá được đá. Khả năng của chân thật trừa hết các phiền não. Chân thật lợi hai đời, như tài sản vô tận, khéo phân biệt các pháp. Tâm tư thường an ổn, tỳ kheo có sáu ác. Bằng tánh nhiều tham độc, từ nói lời hư dối, tâm ý luôn khinh động. Người tốt đều xa lánh, bị người đời ghét bỏ, xem như là giặc oán, vì không có chân thật. Do những lời hư dối hại cả mình và người, đã không chút lợi ích, có sao không vứt bỏ. Người nào hay nói dối, hơi miệng thường hôi thối,
chư thiên đều lánh xa, nghèo khổ không chỗ tựa. Người nào hay nói dối, làm nghĩ không an ổn, thế gian xuất thế gian, luôn xa lìa chánh đạo. Nếu không bỏ nói dối, sẽ chịu quả cực khổ. Những chúng sinh như thế, tự tìm đáng trừng ác. Phải biết người chân thật, được người đời tôn trọng. Vì vậy bỏ vọng ngôn, thường tu thắng hạnh này. Chân thật không gây hại, luôn sinh tâm thương yêu, là kho tàng chánh pháp. Hạnh cốt yếu sinh thiên, chúng sinh đọa địa ngục, hay cõi quỷ diêm ma, đều do lời hư dối. Người trí rất cẩn thận, như dao lửa thuốc độc, như dây lưới quỷ sứ, phải biết người nói dối, chịu quả khổ nặng nề. Nếu không sợ nghiệp quả, lâm chung chúng hiện hiện, hãy xa bỏ lời ác, thường thích nói lời chân thật. Nếu không sẽ chịu khổ, sinh vào dòng hèn hạ, hai lưỡi gây mâu thuẫn. Phát triển đến vô cùng, báo ác của hai lưỡi là đọa vào địa ngục, từng niệm bị thiêu đốt, tự chịu quả cực khổ, mang tâm hại ngấm ngầm, bí mật bảo với nhau, như hai miệng hai lưỡi, tự che đậy lưỡi mình. Người nào bỏ hai lưỡi, chắc chắn được tịch tỉnh. Các ràng buộc bà con, không sinh ý hòa hợp, hai lưỡi như rắn độc, tựa ở trong hang hốc, ai liền tội ác ấy, sẽ không bị tai ương. Người nào nói lời ác, như đất mặn bỏ hoang, do nói lời trật ác, mọi người đều xa bỏ, như gặp dao gậy bén, sao không biết kinh sợ. Ai thích nói lời ác, ác sẽ bị tổn hại. Lưỡi như ngọn lửa dữ, tâm tựa đống củi khô, lời ác như lửa hừng, thiêu đốt các chúng sinh. Người nào nói ái ngữ, thế gian đều cung kính, ai thấy cũng vui mừng, xem như là cha mẹ. Ái ngữ thiện bậc nhất, tạo niềm vui thù thắng, vô lượng nhiệt não bất đều trở thành trong mắt. Ái ngữ sinh cõi trời, được công đức thù thắng, là cũng như bạn tốt, là tịch tịnh tối thượng. Quay lưng không tu tập những kinh điển chân thật, như chư Phật quán sát, lưỡi chỉ là miếng thịt. Thích nói lời chân thật, đầy đủ các công đức, sau được sinh cõi người, lợi như là ngọc quý. Người nào tâm vọng tưởng, bị ân ái lừa dối, thích lấy tài sản người, làm sao sinh cõi trời. Vọng tưởng tạo nghiệp ác, ngu si không xa bỏ, tự chịu mọi nhiệt não, như lửa bùng gió dầu. Vọng tưởng mong gặt quả, không nhân sao có được, khổ đau sinh từ đó, hãy rời bỏ tất cả. Những chúng sinh ngu si, thích làm việc tổn hại, tâm tư luôn sân hận, khác nào nọc độc rắn. Tự tánh chỉ hiểm ác, luôn đánh đập người khác, nhược não càng thiêu đốt. Chắc chắn chẳng xuống vui, không tiếng khen lợi dưỡng, chẳng bà con bạn bè, vì tâm thích gây hại. Người thần không ủng hộ, người thích gây tổn hại, như khắc ám phủ vây, làm người khác buồn giận. Tội lỗi này rất sâu, không hại thiện bậc nhất, đem an vui chúng sinh, thường tu tập nhân ái, sẽ đạt đạo bồ đề. Miệng tuy giảng chánh pháp, tâm chỉ nghĩ bất thiện, khác nào kẻ trộm cắp, giật ở trong chánh pháp. Người nào khéo thuyết pháp, nên làm theo lời giảng, sẽ lìa cấu phiền não, mong đạt quả chân thật. Chính vì lời hư dối, nói nhiều việc thế tục, vô lượng pháp xuất thế, không hiểu được phần nào. Hãy thích nói chân đế, đừng nói theo thế tục. Người nương dựa thế tục, bị luân hồi trói buộc, cách làm trái phước nghiệp, nhất định không nhân vui, sẽ bỏ pháp tài xuất thế. Bậc trí dạy như vậy, thầy dạy lời lợi ích, kẻ ngu không vâng lãnh, sao chịu mọi khổ đau, tâm hối hận ích gì. Người nói lời chân thật, trong lòng luôn hoan hỷ, chư thiên đều bảo hộ, người thế gian cung kính. Nhờ được người cung kính, danh tiếng càng lẫy lừng, thường tu hành chân thật, ác được sinh cõi trời. Người nói lời hư dối, não loạn hết mọi người, bị mọi người tức giận, tuy sống chẳng khác chết. Người nói lời hư dối, như dao bén tổn thương, phá công đức chân thật, lời ấy sao không trụ. Người nói lời hư dối, như đống lửa cháy rực, lại cũng như rắn độc, đều từ miệng phát ra.
lời hư dối độc nhất, đất tốt sinh chất độc. Tổn não các chúng sinh, dẫn đầu tòa địa ngục, người nói lời hư dối, mọi nghiệp ác từ lưỡi, như từ trong miệng mình, chảy máu ngũ phân giải. Lưỡi người như dao trói, kéo lôi vào đường ác, phá hoại cầu chánh pháp, đều do nói hư dối. Không phải Phật giới tịnh, không phải cha hay mẹ, người này vì trí ác. Không ai cứu khổ đau, ai nói lời hư dối, là tự khinh miệt mình, người trí đều xa lánh, chư thiên cũng xa lìa, không giữ gìn lời nói, luôn sinh tâm sân hận, người này ít phước đức, đến đâu chịu khổ nhiều, thế người vui ganh ghét, không che đậy lỗi người, và biết người như thế, ác đọa vào đường ác. Kẻ ngu chỉ nói suông, lại không thể tu tập, nói và làm khác nhau, phải chịu vô lượng khổ, không sống trong chánh pháp, thích nói việc của người, người này sống ở đời, cao ngạo không trí tuệ. Người được dạy chân chánh, nhưng chống trái không tin, chịu quả báo địa ngục, 10 vạn ni phù đà. Người nói lời hư dối, vui thích làm điều ác, chịu quả báo địa ngục, 10 vạn ni phù đà. Người nói lời hư dối, vui thích làm việc ác, chịu quả báo địa ngục, 56 phù đà. Thích tạo tác nhân ác, hiểu sai không chân thật, người ngu si như thế, càng thêm tối tâm tối. Chân thật pháp tài quý, bền vững không thể dời, nhờ đó sinh cõi trời, cửa lên cõi thường lạc. Vì vậy nên nhất tâm, luôn nhớ pháp chân thật, người này được tối thượng, nơi bất sinh bất diệt. Công đức chân thật ấy, sinh niềm vui tịch tỉnh, người trí lìa hơi dối, được chư Phật ngợi khen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.